mối tình mà sâu đậm thì 20 tình. Nói chung mối tình nào cũng nem xấu nem xấu bên em hết. Cái ghế đế mà em hay ngồi ở công viên á, bây giờ nó gãy rồi, em có em sợ công viên họ dục cái ghế đế đó. Em mua một ghế đế mới, em xuống em bỏ lại cái chỗ ghế đế đó. Em mang cái ghế đế gãy đó gì em bỏ cho mày. Do là em thường hay làm thiện nguyện á, cho nên khi mà người ta nói những cái hoàn cảnh thế này thế kia rồi mình hay giúp người ta, xong rồi có một số người họ lợi dụng cái lòng thương người của mình á. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, nền nã thước tha, dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Tạ Công Thạch. Năm nay em 34 tuổi. Em làm công việc đóng tròn thạch cao. Nhưng mà Thạch đang làm gì ở đâu? Dạ em làm ở Bình Định luôn anh. Làm Bình Định luôn hả? Dạ. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Trước tiên em xin gửi lời chào đến hai MC của chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồ Thanh Duyên, sinh năm 1989, đến từ Quảng Ngãi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm công việc gì cưng? Dạ em là trưởng phòng kinh doanh. Làm thành phố Hồ Chí Minh ở quận nào vậy em? Dạ Tân Phú ạ. Thạch là ở Bình Định đó. Không vấn đề gì cả. Tình yêu là không có phân biệt. Đây. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, bà xã anh ở ngã ba Phú Tài, Bình Định. Không có gì hết, đúng không? Rồi bây giờ Thạch nói cho bên Duyên biết đi, là Thạch có những ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ cái ưu điểm của em thì là nhanh nhẹn, có chính kiến trong công việc. Rồi còn khuyết điểm rồi bây giờ mình nghe về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì em sống rất là chân thành, biết quan tâm chăm sóc những người xung quanh, nhiệt huyết trong công việc. Vì rất là nhiệt huyết cho nên rất là cầu toàn trong công việc, thì dẫn đến đôi lúc là người có những cái yêu cầu nó khá khắt khe trong công việc, người ta nói là mình quá cầu toàn. Đó là cái khuyết điểm. Thì bên cạnh cái khuyết điểm nào khá cầu toàn thì nó còn có một cái khuyết điểm, đó là rất là hay tin người. Do là em thường hay làm thiện nguyện á, cho nên khi mà người ta nói những cái hoàn cảnh thế này thế kia rồi mình hay giúp người ta, xong rồi có một số người họ lợi dụng cái lòng thương người của mình á, mình giúp xong rồi cái người ta lại không có trả tiền cho mình, rồi người lại mất đi cái tình bạn. Em dạ. Có mấy mối tình rồi? Mối tình mà sâu đậm thì 20 tình. Nói chung mối tình nào cũng nem xấu bên em hết. Vậy là hai mối mười mấy năm luôn. Dạ. Yêu sâu đậm như vậy tại sao lại chia tay? Nói chung là cái mối tình đầu á, là lúc đó em còn đi học, cô học 11 xong rồi là cô nghỉ rồi. Gia đình cũng có kêu cưới chồng thì cô đi cưới chồng. Có chồng xong thì cô lại không ở với chồng mà học, cô lại đi vào Long Trang Bình Dương đây. Hồi đó cũng không có cái liên lạc điện thoại đâu như bây giờ. Thời gian bắt đầu cô đó gì họp lớp thì em vô tình đi ngang qua thì mới gặp lại, rồi bắt đầu là em lại quen lại. Nhưng mà sau cô đó nói là thời gian này hết đàn ông cũng không bao giờ quay lại với Thạch. Thời gian này hết đàn ông cũng không bao giờ quay lại với Thạch. Đau lòng. Còn mối tình thứ hai quen sau cô đó lấy chồng, lúc đó em cũng còn, nói chung là cái thời điểm mà cái cô mối tình đầu đi về Bình Dương á, thì là em quen một người nữa lại có chồng. Nói chung quen hai người đó có chồng. Chứ quen ai cũng lấy chồng. Dạ, quen ai rồi là người địch ta có chồng. Cách đây 6 năm có gặp lại. Lúc đó là cô đã ly thân chia chồng á. Nói chung là có gia đình có con rồi nhưng mà ly thân quay lại. Nhưng mà cho tới bây giờ khi mà họ đã công việc ổn định lại rồi thì họ chọn lại với gia đình, họ gì có gì con và gì chồng hết mà quay lại gia đình. Sao bi kịch vậy? Tội nghiệp em quá hả? Trời ơi, phải đi qua gặp chàng trai quá hả? Thấy thư tội nghiệp trời nhà trai em. Không thấy thương quá vậy? Phần đàn ông yếu đuối lắm. Sao số xui vậy? Người quý ăn với chồng chị xui. Rất là chung thủy. Hai mối tình thấy thương ghê không? Mà hai mối tình đang xen với nhau luôn. Đúng á. Rồi. Cái ghế đế mà em hay ngồi ở công viên á, bây giờ nó gãy rồi, em sợ công viên họ dục cái ghế đế đó. Em mua một ghế đế mới, em xuống em bỏ lại cái chỗ ghế đế đó. Em xin bên công viên á, em mang cái ghế đế gãy đó gì em bỏ cho mày. Đó. Trời ơi, thấy thương quá vậy. Thấy chưa? Người ta chung tình chưa? Chị thấy khi mà em chia sẻ lại em vẫn còn rất là xúc động luôn. Mình có còn suy nghĩ gì nữa hay không để mà mình bắt đầu một cái cuộc sống mới nè? Thì nói chung là bây giờ em đã đi đến chương trình này thì là em phải xác định rằng là hết, nhưng mà còn nói chung là những cái kỷ niệm là nó cũng nó vẫn còn ở đó. Bây giờ đem cái đá về rồi hả? Để em về lâu rồi nè, mấy năm rồi vẫn còn hình bóng lúc ngày em xưa. Buồn em còn hay ra công viên ngồi một mình. Bây giờ sắp tới mà buồn thì dắt bạn gái ra công viên ngồi. Ok. Gọi là lên đên đó.
đàn ông. Gái sao nè? 12 bến nước quá. Em thì đơn giản hơn, không có lâm ly bi đát như anh Thạch. Em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà do vì khoảng cách địa lý cho nên dẫn đến cái quan điểm nó không thống nhất, cho nên không đi được đến, và bây giờ đến giờ em vẫn chưa có gặp được người khác. Ừ, nhưng mà lòng dạ mình là sạch sẽ đúng không, còn nhớ thương gì về người cũ đúng không? Dạ, quan điểm của em thì chỉ có ăn mày hiện tại và ăn mày tương lai, chứ còn không có ăn mày quá khứ ạ. Hay quá em gái. Nãy giờ nghe kể bên đây thấy sao? Bên đây nặng tình quá hả? Dạ, em khi mà em nghe nói như vậy á, thì em có hai cái nghi vấn. Cái nghi vấn thứ nhất á, là ảnh đang giữ cái ghế đá đó thì không biết. Ví dụ như em với ảnh cùng hẹn hò với nhau thì có khi nhìn cái ghế đá đó có nhớ về người cũ hay không? Đó! Cái thứ hai, khi mà quen người mới thì người cũ quay lại thì có đồng ý lại hay không? Em bây có giờ, hai thắc mắc đó. Bây giờ anh sẽ giải thích từng thắc mắc. Ghế đá nó đã trở thành ký ức rồi. Vấn đề thứ hai là các cô kia đã đi lấy chồng hết rồi, không thể quay trở lại được nữa em. Hơi phản đối chút xíu chỗ này. Phản đi. Thưa quý tòa, tôi cũng đã từng yêu, cũng đã từng vấp ngã rất là nhiều lần. Phụ nữ mà ai cũng vậy, ai cũng có một cái chút gọi là một cái sự nó hơi ghen tuông. Chỉ có với những cái người phụ nữ mà họ đã lập gia đình rồi, họ đã đổ vỡ rồi, thì họ sẽ rất là có kinh nghiệm trong chuyện này, thì họ đã từng trải rồi thì họ không có để ý tới những chuyện đó và họ gạt bỏ qua những chuyện đó. Nhưng với những cô gái non nớt như thế này, những cái hình bóng của những cái người cũ á, rất dễ làm cho họ buồn lòng. Tí nữa kéo rào ra, hai bạn phải thống nhất với nhau, nếu như cô gái này nói là không, em không muốn nhìn thấy cái ghế đá đó, thì bạn phải giải quyết cuộc cô gái này. Ghế đá. Không đập, nhưng mà mình sẽ giải quyết một cái cách nào đó. Lúc đó hai bạn kéo rào, hai bạn sẽ tự thống nhất. Làm gì có chuyện cảm hơi em, ghen đúng quá. Đúng không? Chị nói vậy hợp lý không? Quá khứ là quá khứ. Đó. Em đồng ý hoàn toàn. Đó. Tại vì tôi rất là hiểu tâm lý của cô này. Để tôi nói với cô phụ nữ nghe nè, đừng có ghen quá với quá khứ. Không phải là ghen, nhưng đó quan trọng là cái sự chăm sóc hiện tại, người ta có chăm sóc tốt cho mình hay không, người ta đối xử với mình thế nào để mình quên đi cái quá khứ đó. Tôi đã phân tích là tôi sống quá khứ khổ trong lòng để làm không gì. Không phải, tôi đã phân tích là ví dụ như tôi là cái người đã từng trải rồi, từng đổ vỡ, cho nên những chuyện đó tôi đã rất là hiểu và tôi không quan tâm tới. Bây giờ mình phân tích cho cô gái cô hiểu. Nếu như người đàn ông này chăm sóc, thương yêu, bản lĩnh hay không là thuộc cái người đàn ông đó. Từ khi nào mà chàng trai này không chăm sóc, không yêu thương cô gái này? Tôi với ông Mai bà mối hay gây lộn trên sân khấu lắm luôn á. Bảo vệ hai bên thôi mà gây lộn chứ gì á. Mình tranh luận cho người ta thấy thôi, chứ không phải là mình bắt nó phải làm như thế. Bây giờ tôi không nói chuyện với ông nữa, tôi muốn nói chuyện với người thân. Tôi muốn nói chuyện với bà luôn. Mời người thân. Người thân của em đâu? Dạ, người thân của em là anh em. Dạ. Anh rỡ. Em chào anh. Anh chào cùng đây. Dạ. Mình là anh rể của Thạch. Dạ. Mình hiện tại đi công tác thì làm ở ngành y tế của tỉnh Bình Dương. Ở đến đó chương trình thì mình thấy bạn nữ bên này thì chỉnh chu, với lại cái cách mà đối với Thạch á, thì Thạch này là một con người nói chung nó hơi cứng nhắc. Tại đàn ông ở ngoài Bình Định thì nó có lẽ nó hơi cứng nhắc hơn cái tới. Rồi cái tình cảm thì hôm nay vô tình thì mới biết được em nó cũng nó chung tình quá đi. Hai đứa thì tìm hiểu nhau, tìm cho nhau một cơ hội gì đó thì cứ nói chuyện với nhau rồi thấy cái phù hợp thì mình cứ tiến tới hay có gì hả? Cảm ơn anh rể của Thạch. Mình đi với ai cưng? Dạ em đi với chị gái và bạn học chung ạ. Mình chào MC Quyền Linh, chị MC Ngọc Lan. Mình xin giới thiệu là mình là chị ruột của Thanh Duyên. Ông bà xưa mình nói là có đức mặc sức mà ăn, đức năng thắng số, tiên tích đức hậu tầm long, anh này được chữ đức. Chị nghĩ Duyên nên cho anh này cơ hội, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cho anh ấy cơ hội và đi đến hôn nhân, thì chị nghĩ rằng cuộc đời mà không ai vẹn toàn, quá khứ thải chôn vùi và luôn luôn sống ở hiện tại, hạnh phúc hiện tại và cuộc sống luôn luôn mỉm cười với mình nếu mình biết sống hiện tại. Mình xin hết. Hay quá, cảm ơn chị. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dở nhìn một chút, một người nói chung là nhanh nhẹn, nói chung là em có em rất là khó biết nói, biết kinh doanh. Bên đây là gì, trưởng phòng kinh doanh, nhìn là thấy rồi. Trưởng phòng kinh doanh là dữ lắm á. Cao hay thấp? Không, cao thấp thì không quan trọng lắm đâu, do bởi em cao rồi, có thấp chút là con nó cũng được, cũng vừa ha. Ok, giờ em cao tới mấy mấy mà bị lên bị xấu mà quá dữ. Nói chung là có nhiều điều là con bên em thì với vấn đề ví dụ như con gái uống rượu thì vẫn ok, nhưng mà uống cái trên phương diện là uống trên công việc. Nhưng mà còn con gái mà hút thuốc là em thấy em chạy luôn á. Rồi tôi hỏi nhà gái coi sao nha. Hey. Hỏi hút thuốc làm điều. Hút thuốc không? Dạ em không có hút thuốc ạ. Không có đâu. Dạ. Không có đâu. Em không thích điều gì đàn ông?
Em không thích ở đàn ông là gia trưởng, hút thuốc, nhậu nhẹt, cá độ này kia là em không có thích. Em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Do là em cũng hạn chế về chiều cao cho nên mình hướng tới chiều cao, cho nên em mong muốn là bạn trai của em là cao và có ngoại hình thì dễ nhìn. Sống thì phải chân thành, biết đối nhân xử thế. Tại vì người ta nói là khi mà đứng trước một vấn đề nào đó, nếu như bạn biết cách xử lý thì bạn sẽ hoàn thành nó. Thì em mong muốn là như vậy. Và phải là quan trọng là phải chung tình. Trời, quan trọng là chung tình. Đây có hút thuốc không? Có chị. Ngày mấy gói? Ngày mấy gói? Thì cũng hút gần gần quá. Trời ơi, gần gần một gói lận. Bỏ bớt đi em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên giáp mặt với nhau. Đúng. Trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Đúng. Quyết định hay không? Từ từ biết. Mở rào. Bắt đầu đi Thạch. Tiến tới luôn. Em. Tại nghiện K-pop. Quá trời luôn. Hy vọng là em giữ tài chính vững vàng. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Có tiền không? Tôi nói mà ai tặng bóp là bỏ tiền vô nha. Ít hay nhiều bỏ vô cho nó hên. Thì đến với chương trình em cũng có một món quà muốn tặng cho. Qua lấy. Em xin tặng. Cảm ơn. Có tặng gì mà thật. Trời ơi hay quá. 100 điều tôi yêu ở bạn. Thì anh Thạch thấy em như thế nào? Thì nói chung là nhìn em thì nó cũng dễ thương. Chúng anh không biết nói sao, nói chung là sao cái môn đi anh dễ lắm. Thì anh thấy cái mẫu hình lý tưởng của anh á thì em đạt nói chung là khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì nó cũng giống như trong cái mong đợi của anh. Còn em nhìn anh như thế nào? Thì em thấy thì anh thì thân thiện nhưng mà có vẻ như là ngại đám đông. Do là gặp gái rung á chứ không phải gặp em đông anh cũng không có ngại lắm. Nói chung á thì đi đến chương trình này thì những cái vấn đề lúc nãy mà cái quá khứ của anh á thì cái đó em yên tâm. Em đã cho anh cơ hội thì anh cũng cố gắng anh nắm giữ và anh cũng đã muốn quên một cái người trước á thì là mình phải dùng tình cảm nhiều hơn để mà dành cho những người đến sau á. Em thì quan điểm của em ngay từ đầu em nói là em không ăn mài quá khứ nhưng mà hiện tại cái ghế đá nó tồn tại đó, nó sẽ nhắc nhở. Em thì em không có kỷ niệm gì hết nhưng mà em chỉ sợ là kỷ niệm của anh nó ùa về thôi. Thì thay vì vậy, ví dụ như cái ghế đá đó nếu như mà nó có rất là nhiều phương án xử lý, nó vẫn giữ ở đó và vẫn còn ở đó, nhưng mà thay vì ví dụ như mình giữ thì mình chuyển cho các cái nơi mà họ cần ghế đá. Cho anh đó. Đó, chuyển giữ rồi. Ví dụ như là như vậy thì nó sẽ hay hơn là mình phải cứ giữ như vậy. Tôi xin chia sẻ một kỷ niệm với hai bạn. Những cái lá thư từ quá khứ của ba mẹ tôi. Xưa mẹ tôi là một người con gái rất là đẹp và rất là nhiều người đàn ông đeo đuổi và gửi thư cho mẹ rất nhiều. Nhưng đến khi mẹ quyết định mẹ lấy ba, đó là cá nhân của mẹ mà, mẹ đâu bỏ. Mẹ vẫn giữ trong cái hộp vậy. Nhưng